Mến chào quý vị khán giả đến với kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 17 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, bão Talim đe dọa Trung Quốc đại lục. Đài khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo bão màu cam. Nó sẽ đổ bộ vào Trung Quốc vào đêm ngày 16 tháng 8. Bốn tỉnh và khu vực cũng sẽ đối mặt với mưa to hoặc mưa cực lớn. Hiện tại, tin bão về cơn bão Talim gây mưa lớn ở Dương Châu đã trở thành chủ đề thịnh hành trên Weibo. Tin tức về thảm họa ở nhiều nơi cũng có thể dồn dập đưa tin. Bão Talim có thể gây lũ quét và thiên tai địa chất. Theo dự báo mới nhất của Đài khí tượng Trung ương, cơn bão số 4 năm nay Talim đã mạnh lên cấp bão cuồng phong vào lúc 8 giờ và sẽ đổ bộ vào bờ biển từ Đài Sơn, Quảng Đông đến Văn Xương. Ước tính trong 24 giờ tới do ảnh hưởng của Talim và hệ thống mây bao quanh nó, trên mặt biển gần hầu hết Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ, eo biển Quỳnh Châu, bờ biển Quảng Đông sẽ có 66 đám mây, bờ biển Quảng Tây, bờ biển đảo Hải Nam, Tây Sa, Trung Sa, Nam Sa và đảo Hoàng Nha. Gió mạnh cấp 8 đến cấp 9, trong đó vùng biển phía Bắc Biển Đông, eo biển Quỳnh Châu, vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Tâm và vùng biển phía Tây Quảng Đông, vùng biển Quảng Tây và phía Bắc đảo Hải Nam có gió giật cấp 9 đến 11, vùng biển và các đảo lân cận, vùng tâm bão đi qua có gió cấp 12, cấp 14, giật cấp 15, cấp 16. Lúc 22 giờ 20 phút, ảnh mây màu thật của vệ tinh khí tượng Địa Tĩnh được trồng lên ảnh đỉnh mây. Có mưa to đến rất to ở các vùng phía Tây và Nam Quảng Đông, Trung và Nam Quảng Tây, đảo Hải Nam và Nam Phúc Kiến. Đồng thời, Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa dông màu vàng. Dự kiến hầu hết Quảng Đông, Quảng Tây, hầu hết đảo Hải Nam, Đông Nam Phúc Kiến, Nam Hồ Nam và Đông Quý Châu và một số khu vực ở phía Nam và những nơi khác có mưa to đến rất to. Trong đó, có một số khu vực ở Tây Nam Quảng Tây, Nam Quảng Tây và Bắc đảo Hải Nam có mưa dông lớn, có nơi mưa to cục bộ với lượng mưa từ 250 đến 300mm. Miền Trung và miền Bắc Giang Tây, miền Đông Hồ Bắc cũng có mưa lớn rải rác hoặc mưa xối xả ở các khu vực phía Bắc An Huy và những nơi khác. Các khu vực nêu trên kèm theo lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, với lượng mưa mỗi giờ tối đa đo được là 30-50mm và khu vực địa phương có thể vượt quá 80mm và có thời tiết đối lưu mạnh cục bộ như dông bão và gió giật mạnh. Theo ChinaNews.com, các tỉnh Quảng Đông và Hải Nam đã triển khai ứng phó khẩn cấp. Bắt đầu từ 12 giờ, toàn thành phố Hải Khẩu đã triển khai 6 đợt đình chỉ, bao gồm đình chỉ lớp học, đình chỉ công việc, đình chỉ hoạt động, đình chỉ các chuyến bay, đình chỉ công viên và đình chỉ kinh doanh. Talim là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào đất liền Trung Quốc trong năm nay. Nguy cơ thiên tai do bão và gió ở các vùng phía Nam Trung Quốc và vùng biển phía Bắc Biển Đông là rất cao, lượng mưa lớn có thể gây ngập úng đô thị và nông thôn, dòng chảy trên núi và các thảm họa địa chất. Bão Talim gây bão ở Dương Châu đã trở thành chủ đề nóng nổi trên hot search Talim oàn mình ở Giang Tô, Chiết Giang. Hiện tại, tin tức trên Weibo về bão Talim gây ra bạo lực ở Dương Châu đã trở thành xu hướng tìm kiếm. Đồng thời, nhiều video và hình ảnh liên quan đến thu hút sự chú ý của dư luận. Một người quay video cho biết Dương Châu, Giang Tô hứng chịu mưa lớn do bão Talim. Trong video cũng có thể thấy nhiều đoạn đường trong khu đô thị Dương Châu đang bị ngập nước nghiêm trọng. Theo miêu tả của người chụp ảnh cho thấy, có chỗ nước trên đường sâu hơn 1 mét, xe buýt buộc phải lái qua nên đến chỗ cao thì không sao. Trong video cũng có thể thấy nhiều đoạn đường trong khu đô thị Dương Châu đang bị ngập nước nghiêm trọng. Cũng có cư dân Dương Châu bất lực bày tỏ Talim gây mưa lớn ở Dương Châu. Ai biết được những người lao động chăm chỉ đi sớm 1 tiếng rưỡi, bắt taxi và bị tài xế ném ở nửa đường, dắt bộ dưới nước và đi trên cỏ mà vẫn đi làm đúng giờ. Theo Ngô Hải Anh, nhà dự báo chính của Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tô cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão, lượng mưa tương đối lớn xảy ra ở Giang Tô, cực đoan hơn nữa là từ đêm đến sáng, thị trấn Puxi, Dương Châu, tỉnh Giang Tô, lượng mưa đo được là 128,5mm trong 1 giờ. Lượng mưa 100-249,9mm trong 24 giờ được gọi là mưa lớn, tức là tương đương với lượng mưa dông lớn đạt chuẩn trong 1 giờ. Lượng mưa tích lũy cũng đáng kinh ngạc, lượng mưa đo được tại thị trấn tổng cộng là 302,4mm. Ở tỉnh An Huy lân cận, lượng mưa cũng không hề nhỏ, từ 2 giờ đến 14 giờ, tổng cộng có 93 trạm đo mưa trong tỉnh, có lượng mưa vượt quá 50mm và 23 trạm đo mưa có lượng mưa vượt quá 100mm. Tại Tương Tuyền đạt 162,0mm,
theo nhiều chuyên gia, bao gồm cả Ngô Hải Anh, Ta Lim lần này kéo dài tương đối xa và rãnh ngược xảy ra ở các khu vực Giang Tô, An Huy và Chiết Giang. Còn tại Tân Cương, nhiệt độ tiếp tục tăng vọt lên tới 48 độ C. Một cư dân mạng khác xúc động viết, khi bạn đi ra ngoài, đó là vào lò. Khi bạn đi bộ, đó là Ma La Tang. Và khi bạn ngồi xuống, đó là trào lửa. Trên thực tế, khi Ta Lim kéo theo gió và mưa vào ngày 16 và 17 tháng 8, Giang Nam, Nam Trung Quốc và những nơi khác vẫn duy trì nhiệt độ cao ở khoảng 33 độ C. Cơ thể cảm thấy ngột ngạt. Theo dự báo của Cục Khí tượng Trung ương, nhiệt độ cao nhất ở Quảng Tây, lưu vực Tứ Xuyên, Nam Hà Bắc, Bắc Kinh, Tân Cương và phía Tây Nội Mông trong ngày 16 là 35 đến 38 độ C. Nhiệt độ ở phía Đông và Nam Tân Cương cực kỳ nóng và nhiệt độ trong lưu vực Tupan vượt qua 45 độ C. Nhiệt độ tối đa tại trạm Tupan ở Tân Cương là 48,7 độ C, rất gần với kỷ lục lịch sử là 49 độ C. Từ ngày 18, áp cao cận nhiệt đới sẽ một lần nữa mạnh lên và mở rộng về phía Tây, liên kết dần với áp cao lục địa, nhiệt độ cao ở phía Nam bắt đầu phát triển và lan rộng từ Phúc Kiến, Giang Tây. Nhiệt độ cao ở phía Nam sẽ xuất hiện trở lại trên diện rộng. Từ Long Trào Tứ Xuyên đến khu vực Giang Nam và Nam Trung Quốc, nhiệt độ cao nhất phổ biến đạt trên 35 độ C. Ở phía Bắc, nhiệt độ cao sẽ tập trung ở Tân Cương trong vài ngày tới. Riêng lưu vực phía Nam Tân Cương sẽ tiếp tục có nhiệt độ cao. Ví dụ, nhiệt độ cao nhất ở Tupan lên tới 48 độ C. Người dân nên cố gắng tránh các hoạt động ngoài trời trong thời gian nhiệt độ cao, thực hiện các biện pháp phòng chống say nắng và hạ nhiệt, đề phòng say nắng. Thưa quý vị, gần đây, miền Nam Trung Quốc có bão lớn, mưa đá lớn đổ xuống Quý Châu, gây thiệt hại nặng nề cho nông dân. Hơn 290.000 người trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và thiệt hại kinh tế trực tiếp vượt quá 230 triệu nhân dân tệ. Theo dự báo thời tiết, thiên tai do mưa ở miền Nam sẽ tiếp tục trong 10 ngày tới. Báo cáo chỉ ra rằng mưa lớn và xối xả đã liên tiếp ập đến Giang Tây và các tỉnh, thành phố miền Nam Trung Quốc, khiến các kè sông bị vỡ và gây ra lũ lụt, nước ngập khắp nơi. Đường đô thị ngập thành sông, xe cộ chết máy. Tại tỉnh Giang Tây, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, hơn 10.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa và tình hình vẫn đang xấu đi. Theo bài đăng trên Weibo chính thức của Cục Khí tượng Giang Tây, huyện Nghi Hoàng, Phúc Châu, Giang Tây đã có mưa lớn. Tính đến 2 giờ chiều, lượng mưa tích lũy trong 24 giờ lên tới 302mm, đạt mức mưa lớn trên mặt nước. Đoạn hạ lưu kè sông Thanh Phong ở thị trấn Ly Cun, thành phố Phong Thành, thành phố Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây bị vỡ khoảng 30m do mưa lớn, làm ngập 4 ngôi làng ở hạ lưu và gần 1.000 hectare đất nông nghiệp, khoảng 300 người bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, Hồ Bắc đã liên tiếp đưa ra cảnh báo mưa lớn kể từ ngày 14. Trạm khí tượng tỉnh NC đã đưa ra cảnh báo đỏ về mưa đá. Một đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy bùn ở các ngôi làng miền núi chứa đầy những hạt mưa đá từ trên trời rơi xuống. Nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng là tuyết. Cục Khí tượng Trung ương Trung Quốc đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh vào ngày mùng 4. Dự kiến trong 3 ngày tới, lượng mưa lớn sẽ gây thiệt hại nặng nề cho Giang Hán, Hoàng Hoài, Giang Hoài và những nơi khác. Ước tính, mưa ở 9 tỉnh sẽ đạt mức mưa to đến mưa rất to, bao gồm Nam và Đông Hồ Bắc, Nam An Huy, Đông Bắc Hồ Nam, Trung và Bắc Giang Tây, Tây Chiết Giang, Nam Giang Tô, bán đảo Sơn Đông, Nam Liêu Ninh và phía Đông Hà Bắc. Video đăng tải trên mạng cho thấy dòng nước bùn đục ngầu chảy xuống khu đất canh tác mới khai phá trên sơn đồi. Trên mặt đất không có cây cỏ. Dưới cơn mưa lớn là một đống hỗn độn, cư dân mạng không khỏi viết. Xin mời chuyên gia cầm chắc chiếc bát trên tay, ra ngoài xem đất canh tác trên đỉnh núi trông như thế nào trong mưa. Dự án trả lại rừng cho đất canh tác sẽ phải đối mặt với một thử nghiệm và nó có khả năng dẫn đến một thảm họa sinh thái. Nếu bạn không nói về khoa học, bạn sẽ phải trả giá. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc than thở, nhiều thảm họa địa chất là do chính họ gây ra. Trước đây tôi không hiểu tại sao mình không có ý thức chung, nhưng giờ tôi hiểu rằng bất cứ thứ gì có thể làm giảm dân số trên diện rộng đều là do họ. Năm 1998, khi một trận lũ lớn xảy ra ở sông Dương Tử, Thủ tướng Chu Dung Cơ sau đó đã yêu cầu bế núi trồng cây, trả đất ruộng cho rừng. Từ đó, dự án trả đất ruộng cho rừng đã được triển khai gần 20 năm. Ngày nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc bất ngờ đảo ngược chính sách trước đây và phát động chiến dịch trả rừng về làm ruộng. Đồng thời, đội thi hành luật hành chính toàn diện về nông nghiệp được thành lập và có thông tin cho rằng quản lý nông nghiệp đã áp đặt hàng loạt hành vi bị cấm đối với nông dân, khiến dư luận bất bình. Quý vị thân mến, hãng tin Tân Hoa Xã ngày 17 tháng 8 dẫn lời chính quyền địa phương cho biết
lượng mưa lớn ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã làm chết hơn 10 người ở thành phố Trịnh Châu, buộc khoảng 35.000 người sơ tán. Chính quyền tỉnh Hà Nam và cơ quan khí tượng thành phố Trịnh Châu đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với thiên tai lên cấp độ 1, với dự báo mưa lớn ở các tỉnh này sẽ kéo dài đến tối cùng ngày. Theo các cơ quan dự báo thời tiết, lượng mưa khu vực được ghi nhận cao nhất trong 60 năm qua, khi thành phố này đã chứng kiến lượng mưa trung bình của một năm chỉ trong vòng 3 ngày. Tỉnh Hà Nam đã hứng chịu những cơn bão kể từ cuối tuần qua trong một mùa mưa diễn biến bất thường, khiến các con sông lớn vỡ bờ và ngập lụt ở hàng chục thành phố, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người. Chính quyền địa phương thông báo, lượng mưa lớn đã gây ra vết nứt dài 10 mét ở gần đập Jehetan tại thành phố Lạc Dương và con đập này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Các nhà chức trách cho biết thêm, các thành viên thuộc lực lượng quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã được cử đến khu vực để chống lũ và cứu hộ. Trong khi đó, riêng cơ quan kiểm soát lũ của Trịnh Châu cho biết, việc chứa nước tại hồ chứa quốc gia có nguy cơ lớn về vỡ đập và chính quyền địa phương đã ra lệnh sơ tán người dân. Lũ lụt thường xảy ra trong mùa mưa ở Trung Quốc, gây hỗn loạn hàng năm và gây lũ lụt trên đường phố, phá hủy nhiều hoa màu và nhà cửa. Nhưng mối đe dọa mưa lũ đã trở nên tồi tệ hơn trong nhiều thập kỷ qua, một phần do việc xây dựng tràn lan các đập và đê đã cắt đứt sự kết nối giữa các con sông và hồ lân cận. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!